này, cô xanh, cô thương luôn. Cô gì? Cô xanh. Thế nhưng mà anh ấy không làm nào được, làm nào. Sao lại cứ phải nhờ vào nhà nước? Nhưng mà anh ấy là biết chỗ đấy rồi gì? Chẳng cần mang về làm gì, tôi chỉ cần đến thăm thôi, không cần mang về. Em chào chị. Chào em. Lúc nãy chị được chứng kiến cái câu chuyện ở phòng ốp ở chỗ 10 cô gái thanh niên trong phòng ấy, chị cảm thấy thế nào? Chị thấy nó đúng 100%. Chị cũng nhiều người ta không tin, nhưng mà đối bản thân chị thì chị thấy nó là cái phần tâm linh ấy, cho nên là mình cũng không thể lý giải được ấy. Cho nên là nếu mà để những cái người ta không tin thì người ta nghĩ là làm trò, nhưng mình nghĩ là nếu mọi người không tin là mọi người cũng đừng phỉ báng, vì cái này nó là một sự thật 100%. Vì đấy là cái vong linh của cô Xanh ấy, cô nhập vào một người đi đoàn ở đoàn mình, và mình là đoàn ở Thái Nguyên, hôm nay về, hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2020. Mình là một người thực tế ở đấy đấy, nên là mình cảm nhận nó chính xác, mà mình cũng không tưởng tượng được nó đấy là một sự thật ý. Cho nên là, nhưng mà cái này nó là 100% là sự thật. Thì đầu tiên thì đoàn mình vào vào mộ các cô để mà bọn mình dâng hoa với cả dâng hương ấy, với cả đi các mộ các cô để có một chút giọt dầu nén nhang ấy, tâm của mỗi người. Thế khi là đoàn mình đã đặt lễ hết rồi, xong bắt đầu đi ra là có một chị ở đoàn mình là bắt đầu chị đứng, chị không nhấc chân lên được. Chị bắt đầu là chị kiểu như là chị cứ lấy tay chị như kiểu định muốn khóc ấy. Thì cô trưởng đoàn cô ra, cô ấy bảo là đi, nhưng mà chị cũng không đi được, chị cũng không làm chủ được mình ấy. Thế cho nên là thế bắt đầu mọi người mới quay lại xem như nào. Thế lúc thì bắt đầu là cái cô này bắt đầu cô mới òa lên, cô khóc. Thì cô cứ chỉ lấy tay, cô cứ chỉ vào cái mộ của cô Xanh ấy. Ý là thì có người hỏi thì là cô là cô tên là gì, thì bắt đầu là có cái chị bị ốp bên này, chị cứ chỉ vào cái chỗ mộ của cô, phần mộ của cô Xanh ấy, thì bảo là đấy là cô Xanh, cô Xanh có nhập vào. Thế khi bắt đầu là cô khóc thì mọi người hỏi là thì là cô bảo đau tay. Thì thật đấy, lúc đấy mình ở đấy thì là mình thấy cô cứ giơ cái tay lên như này, thế mình cảm thấy rất là thương. Và mình là một người sống ở thời hòa bình ấy, thì mình thấy những cái người ta đã hy sinh về cái thời sinh công sức người ta, người còn đang còn trẻ ấy, mà người ta hy sinh như thế, cái thời mà thanh niên xung phong ấy, mình cảm thấy rất là thương những cái người liệt sĩ như vậy ấy, mình cảm thấy rất xúc động. Thế mình đã ra, mình lấy tay mình vuốt tay cô ấy để mình bóp cái tay cô đỡ đau ấy. Thì xong bắt đầu là cô bảo là cô là cô Xanh. Thế xong rồi thật ra thì những cái cô gái cô ấy bị mất trẻ như này thì người ta đang ở cái tuổi còn son, người ta rất là thích làm đẹp ấy, phụ nữ mà. Cho nên là khi mà ai vào đấy mà xinh đẹp ấy thì là người ta cũng rất là muốn người ta được xinh đẹp như vậy. Thì mình cũng chẳng biết là lý do gì, đến khi mà tự dưng cô bảo là cô muốn được đánh son, thì cái cô bị nhập như này thì cô ấy không biết là hôm nay cô đi vào đền để viếng các cô liệt sĩ này thì là cô cũng không đánh son. Thế khi mà hỏi ra thì mới biết là cái cô Xanh này là cô theo cô ấy từ hôm qua đến giờ. Cô theo qua hôm qua cô kia thì cô đánh son, hôm nay cô đánh son thì cô muốn lại cô muốn xin cái thỏi son ở trong cái túi của cô này ấy để đánh cho cô ấy, cô được sinh ấy. Thì thật ra mình cảm thấy những cái người ta hy sinh cho đất nước để được cái hòa bình như bây giờ ấy, thì mình cảm thấy là cái công sức người ta rất là lớn lao. Tất cả những cái người Việt Nam mình là lên có một lần đến để thắp hương để tưởng niệm đến những cái công lao của người ta đã hy sinh vì để bảo vệ được đất nước, như để được hòa bình như ngày hôm nay. Lúc mà chị đỡ cái chị kia đang bị ốp ấy, chị thấy người của chị nặng lắm,
Chị Đỡ lặng ơi là lặng luôn đấy. Chị có thể mô tả cái cảm giác mà chị Đỡ rồi chị định như thế nào không? Thì chị biết là những cái người vong người ta nhập vào ấy thì mình thì những cô gái trẻ thì bao giờ chẳng được khen là xinh đẹp đúng không? Thì mình cũng có khen cô là rất là xinh đẹp đấy, thì là cô rất là hỉ xả, là cô ấy rất là vui. Mấy hai nữa là khi mà mình đỡ cái cô này, cô ấy nhập vào ấy thì rất là lặng. Mà mình cũng muốn cô cũng đang có muốn có cái điều gì để muốn giải bày với người Trần để biết ấy, nhưng mình cũng cô có cả hẳn hỏi mấy câu. Có nghĩa là chị là không được chứng kiến từ đầu đúng không ạ? Chị cũng gần như từ đầu đấy chứ. Yeah. Nhưng mà chị có biết nguyên nhân vì sao mà cô Xanh lại nhập vào cái chị kia không? Nguyên nhân là cô Xanh là được nhờ một người liệt sĩ. Có một người liệt sĩ, người ta nhờ cô Xanh. Người ta kiểu như là người ta bị hy sinh ở chiến trường miền Nam ấy. Vì là người ta đã được gia đình ấy, gia đình là đến là công nhận là người ta là đã nằm ở đấy. Thế nhưng mà gia đình thì lại cũng đã đến một lượt rồi thì là công nhận là đấy, thì người ta cũng bảo là lúc có người nhà hỏi là có phải là nằm ở đấy, bác nằm ở lúc đấy anh ở đấy là có đúng không, thì là khi cái cô Xanh thì cô sang tay lay lời cho là đúng là cái anh liệt sĩ cái gì Phượng đấy ở Phú Yên đấy là chính xác là đúng rồi, phần mộ ở đấy là đúng rồi. Thế nhưng mà chắc là cái người liệt sĩ là người ta muốn được về nhà, cho nên người ta bảo là người nhà thì cứ chờ nhà nước là làm như kiểu một thể đúng không. Thế nhưng mà cái phong của người liệt sĩ người ta muốn về nhà thì người ta bảo nhà có, nhà giàu, anh em thì giàu nhưng mà tại sao lại không về, không đưa về được. Cô công nhận là đúng là có bia có mộ, là đúng là phần mộ người ta rồi. Người ta ghi bút dạ. Nhưng mà người ta chỉ ghi trên sổ sách thôi chứ người ta chưa công nhận là chính thức là liệt sĩ. Ừ. Thế thì bây giờ là cái gia đình kia thì cứ muốn là phải chờ nhà nước người ta chắc người ta phong liệt sĩ rồi người ta về. Cái đấy cái gia đình nhà người ta thì mình không rõ lắm ấy. Thế nhưng mà thực tế mình ở đấy thì mình chỉ hiểu được nó lôm la là như vậy. Thế tóm lại là bây giờ là chỉ có cảm nhận của chị về cái phần âm với phần trần thì có thấy nó khác nhau nhiều không? Thế chị em mới hỏi. Nó phần âm thì thật ra là nó người ta cũng là phần âm nó y như người trần thì này. Nếu mà người ta có quyền có chức thì người ta có thể mình hô mưa gọi gió được. Nhưng mà cái người hy sinh, người chiến sĩ bình thường này người ta cũng muốn về, người ta cũng muốn gia đình người ta đưa người ta về nhưng người ta cũng không làm thế nào được. Hôm nay thì chắc là người ta cũng nhờ cái cô Xanh này, cô Linh Thiêng thì là người ta mới nhập vào được cái người nhà của nhà. Có nghĩa là có cơ hội đúng rồi. Nhà của nhà liệt sĩ kia thì người ta mới nhập vào đúng không ạ? Đúng rồi. Đấy thì mình thấy rất là thực tế đấy, cho nên là những người liệt sĩ là người ta chưa được về gia đình là người ta cũng không siêu thoát được, người ta rất là ấy, người ta rất là tủi thân đấy, đấy khổ lắm. Thế cho nên là mình muốn nhà nước là cũng quan tâm nhưng mà cũng phải lên, nhiều khi cũng phải tin một chút đúng không, chứ còn nhiều khi cứ kiểu bác bổ đi là cũng không được kiểu như. Cảm ơn chị nhé. Xin chào mọi người. Chị ơi, chị có thể giới thiệu về mình vài câu được không? Chị tên là gì, chị ở đâu đến? Em tên là Phương, em đến từ Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Dạ. Thế hôm nay đi qua chỗ ngã ba Đồng Lộc vào thắp hương cho 10 cô thanh niên xung phong thì có được chứng kiến cô Cao Thị Xanh ốp vong vào cái chị kia để ra lời cho người nhà chị đấy không? Em có chứng kiến và em cũng là người đỡ chị. Thì khi mà đoàn chúng em vào thắp hương cho 10 cô thanh niên xung phong ở đấy thì là chúng em mọi người đang trong quá trình là nghi lễ là đi thắp hương cho các cô. Đột nhiên tự nhiên là trong đoàn có một chị là tự nhiên là thấy chị đứng khóc. Thì là chúng em qua lại thăm chị thì là có tức là nói là có một vong hồn của trong một số 10 cô xung thanh niên xung phong đó thì nhập vào chị này. Hỏi ra thì chị bảo là
người nhập vào là chị Hà Thị Xanh, sinh năm 1948. Chị nhập vào thì là người nhà của một bà chị ở người trên Thái Nguyên. Thì hỏi ra thì có nghĩa là cái liệt sĩ của người nhà. Đúng rồi. Nhập vào cô Cao Thị Xanh. Đúng rồi. Đấy, đúng xong rồi là để nhờ cô Xanh ốp vào cái chị kia để ra lời cho người nhà. Để ra lời cho người nhà để vào để tìm cái mộ liệt sĩ của người nhà đó. À. Dạ đúng rồi. Thế lúc mà chị đỡ vong với định vong thì chị thấy cái cảm giác nó có giống như người bình thường chị em mình không? Em thì đây cũng là lần đầu tiên em được chứng kiến cảnh này. Thì em thấy chị khóc rất là thảm thiết. Thì em cũng là người đỡ chị thì người chị rất là nặng, không giống cái người bình thường như mình. Bình thường ví dụ như mà người bình thường mình đặng mình mà ai mà bị ốm đau mệt mỏi mình đỡ thì nó cứ bình thường lắm. Thế nhưng mà ngược lại chị này thì em thấy nó hoàn toàn khác, là chị rất là nặng. Nặng lắm, em đỡ không nổi. Em bảo chị bên cạnh là chị đỡ đi không là chị ngã mất. Dạ. Thế chị thấy chân tay thì người gặp chị nó có mềm ngay là cứng đờ? Ban đầu rất là cứng, ban đầu mà sò với những người là người chị cứng đơ luôn ấy. Thì được một lúc mới hỏi ra thì và bình thường mọi người hỏi chị một số điều thì là lúc đấy người chị trở lại bình thường, nhưng có cái là người thì mềm nhưng mà lại rất là nặng. Tôi cảm thấy chuyện này nó rất lạ kỳ. Thế qua câu chuyện này chỉ có ly kỳ không? Chỉ có tin là cái cõi âm nó vẫn tồn tại và nó tác động đến cuộc sống hàng ngày của mọi người không? Tôi cảm thấy là đời là em đến ngày hôm nay chứng kiến trực tiếp như thế thì em tin rằng là tất cả mọi chuyện trên thế gian này cái gì đều là có thật. Đều là có thật, bởi vì là đến ngày hôm nay trực tiếp vào mắt mình thì là em có tin là có sự thật. Rồi, cảm ơn chị nhé. Dạ. Thế sau khi mà giữa cái lúc mà cô như thế là đi để thắp hương, thế này là cắm đặt tiền nước thì là sau đó rồi là bắt đầu là cô này thì là bà cô mới bảo rằng là bỏ tay ra thì là bắt đầu là cái bác Phượng này bác mới lại theo cô đây, nên theo đây thì sau đó rồi là cô có bảo rằng là như thế là nhà bác ấy là có ba người tức là cái cô đi đen nữa là ba người để là về là bảo anh trai cả, nhưng mà anh trai cả không nghe đấy, không nghe thì sau đó rồi là không nghe thì cứ bảo mãi một câu là về nhà nó không nghe đấy, bảo là không nghe thì sau rồi là cô vẫn đi xin nhưng vẫn không được. Nhưng sau đó là tất cả toàn bộ là mấy một cái cô mà chả biết được cái đoàn nào không biết thì đen là ra xin vẫn không nghe, sau mãi hôn dần dần mới nghe.